cứ tiệm tôi tận nâng mà cho nó chương đã tha ta pre kill miền ở quấy chị ở cầm mạng bên bàn chị ở nhà thố mình miền bị thiên ca từ vùng cà cõi pi cả sai trong sọc chỉ tràn sạt bắn bàn sai ri cún chom chom từ lừa ở nhà thố khai ở đất nặc rí tha pre kill chất ở lìa chi vi ở hậu than đòi kí đặc ca sáng sai tháng ai miền ca khúc khất bạc đai ao bục cồn mì chòi chung mua cá ư bột thí nâng bạc buộc quạt đây dầu luộc om mùi dạ rồi một nút bà dung tam cách sông phía rồi bỏ cái hẹn nghe tu thiền âm thuyền lái điệp về còn lòng một ở dạ về một hình mùi thay từ hào chết mùi khai mà hào khi hà nhà thô khai hạ bay đôi chia mình của rục ở với từ tam bịa sân giá thả nâng riệp chóng cầm láng đàn bay cho tôi một cái đáp nông tục cắt mình ao miền ca cắt riêng dọc đây pre đồ sọc nứt chiêng kế nông khai đồ đặt lạc lý cứ pre kim đi lao nị bà cất chặt tăng pi ngay ti mà phây khai của phe chân nam pi pon đập làm bấy một đo ngay ti đập làm mũi khai mình đi chân nam pi pon đập làm bấy ở dập pre chất mũi khai mà hai nị kí mình đã khơi nhà nhà thâu khai chặt sầm mặt cất pe pon làm nè từ tục cắt một cái đạn một tí chúng mình sẽ cam phiệp cặp riêng tận riêng dọc đầy bây thưa cảm xúc tạm rồi dạ bị cho một cao vụt thị nâng bạc vụ nơi lưu nghĩa thay ti đọc bàm khai mình nha chàng phí bòn đọc bàm bài đi nhạc nghĩa tư đô thiên âm ban sông ca bỏ sài bì ẹ đom xoay sông yến hai bộ bạc hạt nô gri chúng mình bà nhà đầy bây khíu tạm tử sắp khô châu bầy đống tiếp luộc lướt nơi bươi luộc lướt dương bạc tha khi nhóm nhạc nghĩa tư đô thiên âm luộc thá sẽ đạp ọt bàn, cũng bất tù sắp bắt tư khó lấy trộn. Nên nghe dương bàn bật tò khó tư luộc sốc xà rò, sốc xà rà. Như bà khuất ca rà giá lai xà ngà khai rống, nâng chia nhạc tù tù sắp thả khai, nâng chia nhạc nóng tiếc, luộc đạp chọp rồi bùa rồi hồn. Nên nghe dương bàn tò tẹ tông tư luộc xong khiêng và thiên mừng tì cả xà càng khai đàm bày ọt bàn bò rà miên khắc. Chúng tôi như rương đầy bởi khíu, luộc bàn bạp tàm tù sạp một thà khách miền phản ca cho tư một cạp hỏi. Phải nghe dương xong một chiếc nông cù ca cho tư chia dào nà nút, luộc thà chăm đó thay nông bản đầm. Cù đùm lực phong đại thà bởi khíu nông sạp có nhé, rộp bọn hạch tá, chư rộp sập liền đám, ta đọc lưu đầy nông đồng bọn bởi, cà phía chất mùi mình hạch tá có phong trâu bà nà rô ca cà bằng khách. Nâng chất khai chìa vía là hào thang sư tại tiền sông tại hỏi nút. Đói xa ta nhà thâu khách nụ gri, mình nụ vô lạc. Đập lục cao vô thi. Nâng bạc bụ bụ ta phò bụi dạo bàn chìa mần miên vì thiên ca tục sạc xót. Ní chìa chùm lạch đà kê xong xay tờ lừa nhà thâu khách đòi kê đông trong bạc tháng. Đầy bởi nụ chôp đồng bọn áp đẹp hình bệnh. Đào cầm bông rô ca cặp đi riêng dọc đầy thua chìa cám pi mì chú muốn cao vô thi. Và tạm bộ phụ bởi cá bì bì chìa bà rốt đã rủ nơi chồng đất bởi thiếu phùng rồi vắt, khùng rồi gió, sử dụng còn nhẹ. Bạn bạc hẹn nghĩa thiền âm dưới ngoài đường cho bạc thá. Khi nông dạp bươi bùn mặt khai đi, miền bục cô chân nam bởi mùi nét. Chia đại chương lục cao vật thí cầm phong tay bởi mùi lưới. Tạm bởi dạp cá đã vọt đầy bởi nơi đồng bón bởi thiếu mùi luộc. Nghĩa tên lúc nguyên chung mùa tì mùi, chung mùa xây túi, tì phí chung mùa ruốc xâm ôn, tì bây chung mùa máy hay máy trường bún. Tì buôn chung mùa ly phò lý, tì prám chung mùa máy xe lét, nâng tì bà mùa chung mùa rún rồ mạc. Vũ krom kê tèo bà mùa nhạc đi, cầm phong tạc ca ơn mô nốt cho cặp bì đàm bây bà mùa dọc lối, chai chuôn bạc bộ kê đàm bây bật băng chì thân ốc nông ca mần cho tàu bằng cạp. Rồi phô bì cá bàn một tàu một tháng. Và đây cho tầng 20 mét kịp nâng một con mét. Đời mình nhẹ đầm đầy ở bóng một con mùi liền riêng. Muốn phương cho cắt đầy bởi nụ nâng miền cổ xa khắc. Bóng lôi cho ai con trai của mùi nhẹ. Lúc cứ chỉ krom lô cao một thí chứ mình tồn tồn. Cứ miền chắp bì tầm bì rồi đô la tư một con bàm rồi đô la. Tầy tăng các bà đầy mục rư các bà đầy gọi. Chà. Bà đi kìa. Khởi mà đầy bởi kêu nâng khan thiên âm thọ bàn xài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đón tàu bóng quạt lược đai và tàu tàu bay đong đó vừa quạt lúc quạt sạp bạc ban và sạp bạc ban trong bài diệt tua sạp quạt miền bảy hà trong lại nó giờ bạc kim trong sạp sau lại nó đai tay nó ra tay giờ chạy tê hiếc quạt đó này đã sau lại nó sau lại đó mà khai xoay sầm yến và bắt tay cái này đi cái nhà cái này nhà sau này đó mà bạc khai nó giờ bàn đã thì đâu ra tay qua bàn gì ấy còn là bàn gì ấy tới của ấy còn tháp sa bạc bàn là vừa đặt còn tháp sa bạc bàn nó chấm dùng cực tới hai chia còn không niệm chia ba khai tăng mua hai chia còn phần tu sập một sợi lỗ rồi cô giang mất từ bờ nhẹ nghe tiệm tô ngồi ta tiệm tô trong bọn lùm mưa rồi cô xong bộ sai một lư cả này mua chân luôn chấm cứ bộ bà tiệm tô nhưng trong nó đang thà chỉ chạy ở rừng chạy đám rồi rồi chẳng nè ao ta bóng ôm miền bảnh hà trắng xuân nó mới chẳng chờ là tê tê ở chỗ tê tê ở lớp là bố là bà chung bà anh nó mệt với thật xuân chương cô mình đang đây với chỗ cá con tuôn ti quạt chi thả đồng nôn khai tầng mua cho quạt được vừa quạt vừa mình vừa chạy bà chẳng ở cô dương mình ai tha một pi mua hai đây bán này bật tay bán được xong mà xin ông bố tha bữa sân chỉ có bán chui một lưỡi khác việc căn tại lò và xa cái xa ấy bộ ấy cả đây mùi chúng nó đạp chìa bọc quạt sóng say quạt chào bọc căn quạt ưu đi cun và chân biên ai bạc bò đọc thả nặng nòm chân bà sân chia thả nặng nòm mùi chúng nó quạt chìa dìm kịch quay và chân mình ai chờ thua ai xa qua mình ai chờ bỏ sai nhưng mình ai chút lưu bán chân ca vô chờ loam mùi chúng nó căn tại thông thường chân chạy sai đi chơi riêng là bệnh tiêu ni thì thả sạc cam bọc phiếp cứ chạy lẹ cho bạc ca bì xa qua mình thì thả miền là bà cầm chung mũi nhưng cầm cục khát khnía nhưng cầm bạc phụ bà cầm bông ta rục riên từng triền đầy bầy trong kiều đi hơi rục hiệp chặt sải chẹt lẽ bà rục hiệp chặt sải cho bà và cho người ta xa qua miền mình mến vô tay mũi chung hiền mũi chung thì và chân cùng vô cho lòng chứ cứ chi diêm thả lấy và sân chia khang chia vào đó qua đó cho bà can thả đầy bầy nó cứ cầm bông tay miền ca rục riên cục khát bì một trời khơi khâu chấm chẳng ngờ thì nó trong bà xong ca một lứ vi việc khi mà khang vì bà vì khang thạ đồng non có được chia khang bà một trầy một chân luôn chẳng tới được chia khang một trầy bà khai là một trầy vẹt con chẳng tới và bật tay bà sân chia mình ai chạy tôn bàn tí miên tay bà bộ sai tám lần thà lùa gặp bà khai còn mình ai chạy tôn bàn tí đây sao từ sập cho bầy đô mình lướt bươi lướt thà mình ai chạy sạp bàn bật buồn mà họ chạy tôn tân nâng lúc thêm tí cả scam là kia thả bàn mũi cho bẹp bọn từ đằng đây bây hôm nay bàn luôn xong khiêm và chẳng ngờ quát của bàn bị chạy hôm nay thả mà khách miền phản ca cho tầm một cạp hơi mà hơi có thả chăm đó thay nát thay nông thay nát khơi thay nông ấy bán đông mà chẳng ngờ xong sẽ đạp và bọt sắp phía cho mùi luôn xong khiêm tịch lục thiên rương nơi bây khiêu đúng ta dương ở miền tỉnh nát cá đau nái luôn thiên khai cùng hiệp trăm cả nạng trăm cá khai tầm phong hiệp trăm cả nạng trăm cá bà chọc cái khẳng khẳng đúng không tùy một đĩa mới khơi nhẹ bà đắm trăm cá như địa phương ra đến đây đó bà vì phụ ấy là lấy của miền tranh phi ở đầm bon bây khiêu máu tha lúc xâm phí nó cầm tung tại miền cao vọt về các bà đây chạy kia giang sạc cầm อ๋อมันอันนี้ยังทำช่วยบ้ากวดมันอันนี้ยังยืมมันอันนี้ยังปัจจัยกวดกับตรงเลยช่วยกับกรรมมาเก็บนี่จำเลยเตยมีการใช้ชีวิตในกรมการนี้ผมมุ่งเห็นผมจะหยิบจำมีให้ช่วยอย่างนี้จำไหมนะบาดตรงให้ในแต่ยังอาจจะดังเป็นวิเลบานะลูกเทียนไอ้ดังไหนนะเตยนั้นจะเป็นนอนแท็กถึงแม้แบบนอนกรรมวิธีนั้นนะ บ่าตัวสุขีทมเฮ้ยน้องกูลกาตัวนู้ตัวนั้นตัวยังไม่ตัวดิ้งหรือก็ตัวจอมยังไม่ใช่หรอกตัวไอ้ไก่นี่ก็ยึดมาตัดตัวคืนไปง่ายจังจังที่ก็ใส่ฉันนะบ่าบ่าบ่าเอาคนสมบัติพองในท่าแบบปรีคิวนี่คือสันในขนมพรมหรือว่าคมหรือย่อสกอร์เนยบ่าสกอร์เนยบ่โพสกอยบ่าเนื้อเจียสกมวยเนื้อ ดอกดอกใบบางได้บากลองบอกคือให้สลักก้อนใหญ่ก้อนดาราจิมเรียงเจ้าจ้าลูกในวันนี้ก็จิมเรียงเจ้าเอาสลักก้อนใหญ่บางให้ใบดงอะไรบ่าหรือเอาสลักก้อนใหญ่
ហែកព្រៃគ្នាស៊ីបាទតែនិយាយលេងទេបាទហែកព្រៃគ្នាលក់ចឹងទៅឲ្យស្រស់កោះឲ្យស្រុកកោះញែកហែកដីគ្នាលេងចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសរុបមកថាទោះយ៉ាងណារឿងមួយចំនួនក៏មិនអាចបិទបាំងបានដែរបាទអញ្ចឹងជឿថាមន្ត្រីមួយចំនួនគាត់ខលខូចតែគាត់ខុបខិតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងដឹងធ្វើដាសាព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែសូមសំណពរបាទសូមឲ្យថាកុំឲ្យថាដល់ពេលសាព័ត៌មានតាក់តោមិនចូលហើយដល់ពេលសាព័ត៌មានផ្សាយទៅប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមវាយបកមកសាព័ត៌មានវិញណាបាទថាផ្សាយមិនពិតបាទអញ្ចឹងជួបកាបគាត់ចាប់យកលេសហើយបាទធ្វើបាបតាក់សាព័ត៌មានទៀតហ៎បាទសាព័ត៌មានខ្លះតាហ៊ានចូលក្នុងសងដៃគាត់ហ្នឹងបាទចាប់កញិចបាទជួនកាលអាចជាប់ទោសជាប់អីទៀតហ៎មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងថាបាទយ៉ាងណាថាបើតាក់តងដីព្រៃសុខខ្មែរយើងហ្នឹងក៏វត្តថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់ទេបាទគឺថាកំពុងតែលបីតែម្ដងខេតខ្លះដីកំពុងតែទៅប៉ាន់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបាទលោកអង្គញ៉ាអាដាមមួយចំនួនទៅកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាបាទតែត្រូវប៉ាន់ទៅយើងបាទដណ្ដើមគ្នារហូតដល់មានចំនួនហ្នឹងឯងមានជំទាវអាដាមអង្គញ៉ាបាទចំដីក៏លើតាំងពីលបីថាពលានយន្តហោះរៀបចំគម្រោងកើតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដីត្រូវប៉ាន់ទេបាទដីធ្លាប់តែ1ម៉ែត្រការ៉េតែ15រៀល6ឥឡូវ1ម៉ែត្រការ៉េឡើង10ដុល្លារ15ដុល្លាររហូតដល់20ដុល្លារកន្លែងទៅប៉ាន់ខ្លះ30ដុល្លារហើយនោះបាទអញ្ចឹងហើយរឿងអីថាអ្នកមានមួយចំនួនគេថាគាត់ថាគាត់ស្កប់មិនចេះស្កប់ស្កល់បាទជំទាវមួយចំនួននេះអញ្ចឹងគាត់មិនចេះស្កប់ស្កល់ទេបាទជួនកាលគាត់បាទចាប់ចុះចាប់ឡើងទៅចាប់បាទតែនេះចុះឡើងប៉ះពាល់ដល់ដីជារះអញ្ចឹងទៅទឹកនៃទឹកសាវអញ្ចឹងទៅបាទដោយសារឡើយយើងស្របសិនមិនសូវហ៊ានទេបើមុនមិនបាច់ទេតាំងពីថាបាទពីមុនពីមុនណាបាទតាំងពីអំណាចនៅពេញដៃនៅអីអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគេថាតបពីរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបាទអ្នកធំមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មុននឹងប៉ះពាល់ដីហ្នឹងគាត់ស៊ើបអង្កេតដែរស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ដែរថាมันប៉ះពាល់អីធំដល់ទីអើបាទចែកគ្នាអីអញ្ចឹងទៅបាទប្រហែលការចុងឆ្នាំ2017នោះបាទអេដមអង្គការនឹងជំទាវដីហ្នឹងបាទប៉ះគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅតែអត់មានជួងអាវុធដាក់គ្នាទេគាត់ថាទាំងសៃកូដាក់គ្នាហើយទាំងមកនេះទេទាំងមកខ្លាចផ្អើលដល់ខាងថាលើទាំងទៅសមូលសមូលគ្នាទាំងសារព័ត៌មានទៅចុះអញ្ចឹងទៅបាទហើយឥឡូវនេះយើងទៅកលេសទៅសាច់រឿងយើងវិញកាលខែមណ្ឌលគិរីនេះគេថាសារព័ត៌មានមិនមានសិទ្ធអីក្នុងការលុកលាន់ក្នុងការវិភាគវិញ្ញាណអីទេនៅស្រុកកោះញៃយោបាទព្រោះហើយតាមអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភនោះគឺព្រៃឈើស្រុកខ្មែរយើងមកគឺព្រៃឃ្យូហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំព្រៃឈើភូមិភាគផ្សេងតំបន់ផ្សេងទេបាទអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រាប់គឺព្រៃឃ្យូហ្នឹងដែលជាព្រៃមួយបាទដល់លំបីនៅខាងស្រុកកោះញៃគឺមានទំហំរាប់ហិកតាហ្នឹងឥឡូវគូកំពុងតែឈ្មោះទៅរោគក្តីវិនិច្ឆ័យហើយផងដែរបើសិនជាអស់លោកអេដាមអង្ញាដែលមានពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនគិតគូទេបាទមិនខ្វល់ខ្វាយទេគិតតែពីផលប្រយោជន៍ចែកគ្នាចាយអញ្ចឹងគង់តែអស់ទេបាទអញ្ចឹងគាត់តែសរុបសេចក្តីមកសង្ឃឹមថាដំណរតទៅមុខអេដាមលោកអង្ញានឹងធ្វើការស្រាយបំភ្លឺជូនសារព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទការរុករៀនទានព្រៃហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទជាដីសម្បត្តិរដ្ឋឬក៏ដីមានប្លង់ចែកគ្នារួចហើយគួរយ៉ាងម៉េចគាត់ថាអ្វីដែលយើងបានមិនច្បាស់ការនោះគឺថាថាលោកសង្ឃៀងប្រធានទីកសកម្មហ្នឹងគាត់បានត្រឹមប្រហែលថាខាងខេត្តកំពុងរៀបចំផែនការទៅមកក្រាបហើយបាទតមកទៅបង្ក្រែបនេះទើបរៀបចំផែនការចាអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយវត្តហ្នឹងអស់រហូតមកទៅបង្ក្រែបហ្នឹងបង្ក្រែបមិនអស់លីងអីបាទនិយាយលីងទេតាមនេះប៉ះពាល់ទេបាទ